Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chuyên mục Văn hóa và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chuyên mục tuần này có các nội dung: mục Muôn vàn đời sống là chùm phóng sự về phát huy tinh thần xung kích tình nguyện trong các hoạt động của đoàn khối các cơ quan doanh nghiệp tỉnh cũng như các chi đoàn cơ sở; mục Nét đẹp Xuân Nhãn, mời quý vị và các bạn cùng tham quan mô hình góc thanh niên của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh. Đây là một trong những công trình thanh niên sáng tạo và đem lại hiệu quả tích cực. Cuối chương trình là mục Chuyện làng quê với phóng sự gìn giữ truyền thống văn hóa của dòng họ Trần Đình, thôn Thanh Cù, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động. Thưa quý vị, trong những năm qua, đoàn viên thanh niên luôn là lực lượng nòng cốt, là cánh tay phải đắc lực của Đảng, của Nhà nước trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Trong các đơn vị, các cơ sở, mà cụ thể là trong khối cơ quan doanh nghiệp của tỉnh Hưng Yên, đoàn thanh niên với sức trẻ và sự nhiệt huyết luôn trở thành nguồn động lực sáng tạo, không chỉ trong công việc mà còn trong cả các hoạt động đóng góp cho cộng đồng. Đây là hình ảnh được ghi lại trong một buổi hiến máu tình nguyện của các đoàn viên trong đoàn khối các cơ quan doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên. Chỉ sau thời gian rất ngắn phát động, đã có rất nhiều đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu. Vợ chồng anh Phạm Đức Lăng và chị Nguyễn Thị Phương Ngọc, chi đoàn Sở Tư pháp, là những người đã tham gia nhiều lần hoạt động này. Tôi tham gia hiến máu lần này là lần thứ 7 rồi. Tôi tham gia lần thứ 4. Tôi thấy là cái hoạt động hiến máu này là một hoạt động rất là ý nghĩa. Nó tạo cơ hội cho một số người không may đang bị mắc bệnh hoặc là một số người đang gặp khó khăn. Và tôi thấy từ cái việc đó thì với tinh thần của thanh niên thì cũng lan tỏa đến mọi người trong cơ quan. Trong đấy thì có vợ tôi cũng là một trong những đoàn viên của chi đoàn. Đoàn khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên hiện có 50 cơ sở đoàn trực thuộc với tổng số trên 1,8 nghìn đoàn viên đang sinh hoạt, công tác và lao động. Ngoài việc bám sát các hoạt động tuyên truyền, giáo dục của đoàn về chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng và lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, cũng như thực hiện các giải pháp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, thì Ban chấp hành đoàn khối các cơ quan doanh nghiệp tỉnh còn tích cực phát động và tổ chức thực hiện các phong trào hành động cách mạng. Đã có rất nhiều phong trào thanh niên tình nguyện, phong trào tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc và các chương trình đồng hành với thanh niên được tổ chức từ các cấp cơ sở. Với đặc thù của đoàn khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh thì có rất nhiều đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, thì do đó thì ban thường vụ đoàn khối của chúng tôi đã có thể ngồi với nhau xây dựng các kế hoạch để tập hợp các đối tượng, tức là các đơn vị có đặc thù giống nhau vào một cụm để tổ chức các hoạt động cho phù hợp với đặc điểm thực tế của đơn vị đó. Ngoài các hoạt động chung của đoàn khối thì ban thường vụ đoàn khối cũng khuyến khích các đơn vị thì tùy vào tình hình đặc điểm thực tế của đơn vị để phát huy tinh thần xung kích sáng tạo của đoàn viên thanh niên tại đơn vị đó để tổ chức các hoạt động phù hợp với thực tế của đơn vị. Có thể nói, những hoạt động Ban chấp hành đoàn khối các cơ quan doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên triển khai đã mang lại những hiệu quả tích cực. Thông qua đó, không chỉ giúp cho từng chi đoàn cơ sở hoạt động vững mạnh mà còn giúp mỗi đoàn viên phát huy được sức trẻ của mình. Vâng, thưa quý vị, để có một tổ chức vững mạnh chắc chắn cần những đơn vị nhiệt huyết. Trong đoàn khối các cơ quan doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên cũng đã có rất nhiều những chi đoàn cơ sở phát triển mạnh, phong trào thanh niên xung kích sáng tạo trong cả công tác chuyên môn lẫn các phong trào thiện nguyện. Chi đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh là một trong số đó. Đến Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh làm các thủ tục giấy tờ và tham khảo dịch vụ, chị Trần Thị Kim Oanh ở phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên đã được các đoàn viên trong chi đoàn ngân hàng hướng dẫn cụ thể chi tiết. Khi mà sang đây làm việc thì được các cán bộ ở ngân hàng chính sách hướng dẫn rất là tỉ mỉ. Những cái gì mình không hiểu thì được giải đáp rất tận tình, mình cảm thấy rất là hài lòng. Những năm qua, hoạt động và phong trào thanh niên ở đây phát triển rất mạnh. Một số chương trình tiêu biểu và diễn ra thường xuyên như chương trình Ngày Chủ nhật Xanh với các hoạt động tình nguyện vệ sinh môi trường, hiến máu tình nguyện, chương trình Cặp lá yêu thương, ủng hộ và trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chương trình hành động của tháng thanh niên thì bản thân tôi thì đã luôn luôn tích cực tham gia hưởng ứng các cái phong trào thanh niên, thì là những người mà xung kích tình nguyện, thì chúng tôi cũng muốn mang một phần cái sức lao động nhỏ bé của mình để đóng góp vào cái thành công chung của chi đoàn ạ. Trong thời gian tới thì đối với cả bản thân chúng tôi thì luôn gương mẫu đi đầu các cái phong trào, và thứ hai là chúng tôi cũng sẽ có những cái kế hoạch cụ thể cho từng tháng, từng tuần, từng tháng để chi tiết đến toàn thể các đồng chí. Trong thời gian tới, các đoàn viên trong chi đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hưng Yên tiếp tục đề ra những phong trào, những hoạt động thanh niên và duy trì hoạt động từng tuần, từng tháng. Từ đó, tạo nên những thói quen tốt cho từng đoàn viên thanh niên và góp phần phát triển phong trào đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh hơn.
Thưa quý vị, là một bác sĩ chuyên khoa với lịch làm việc và học tập dày đặc, nhưng bác sĩ Nguyễn Văn Tú, bí thư đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên vẫn tích cực sáng tạo trong các hoạt động đoàn cơ sở và là một trong những bí thư đoàn tiêu biểu của đoàn khối các cơ quan doanh nghiệp tỉnh. Tranh thủ chút thời gian nghỉ ít ỏi, các thành viên trong ban chấp hành đoàn thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên lại cùng ngồi lại với nhau và lên kế hoạch các phong trào cho đoàn viên thanh niên trong viện. Hôm nay là buổi thảo luận thực hiện chương trình cùng nhau đi bộ cải thiện sức khỏe cho mỗi thành viên. Theo kế hoạch, mỗi người sẽ cài app đếm bước chân trong điện thoại và cam kết thực hiện đi bộ thể dục mỗi ngày. Đây chỉ là một trong số những chương trình thiết thực cụ thể của đoàn thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên được bác sĩ Nguyễn Văn Tú cùng ban chấp hành đoàn triển khai. Chúng tôi nhận thấy là cái việc mà chia những người có cùng sở thích vào trong những nhóm công việc thì là một cái việc thuận lợi hơn để các bạn phát triển được cái tư duy sáng tạo và cái năng khiếu các bạn ấy. Nên là chúng tôi đã chia các nhóm đoàn viên thành các ban khác nhau dựa trên những cái định hướng hoạt động của đoàn khối và đoàn của tỉnh đoàn. Chúng tôi đưa ra những cái hoạt động và bám sát các cái chương trình hoạt động của đảng ủy bệnh viện. Từ đấy thì chúng tôi cũng xây dựng được khá là nhiều các chương trình đoàn hay và bổ ích, cũng lôi kéo được các anh chị em đoàn viên trong bệnh viện tham gia. Là một bác sĩ chuyên khoa tim mạch, mỗi ngày bác sĩ Nguyễn Văn Tú đều tiếp nhận thăm khám và điều trị cho rất nhiều bệnh nhân. Bị áp lực công việc, đồng thời vẫn phải tiếp tục dành thời gian học tập, trau dồi kiến thức. Thế nhưng với tinh thần thanh niên, bác sĩ Tú vẫn dành thời gian để thực hiện tốt vai trò bí thư đoàn của mình. Đồng chí có rất nhiều năng lượng để tiếp sức cho những đoàn viên. Cái thể hiện rõ nhất trong ban chấp hành mà với cá nhân em nhận thấy là khi một vấn đề gì đấy là đồng chí luôn đồng hành cùng với cả các anh chị em. Từ khi mà chưa nhận nhiệm vụ bí thư đoàn như bây giờ thì đã là một đồng chí mà rất năng nổ, nhiệt tình với một vai trò chức trách mới. Mà vai trò người lãnh đạo, người đứng đầu của đoàn thanh niên thì đồng chí Tú lại càng thể hiện được năng lực của bản thân tốt hơn, đưa ra rất nhiều ý tưởng sáng tạo và trực tiếp là đồng hành cùng các đoàn viên vào các chương trình mà đoàn thanh niên đã đưa ra. Không chỉ phát huy phong trào thanh niên tại nơi làm việc, trở về với đời thường, Nguyễn Văn Tú cũng có nhiều hoạt động tích cực dành cho cộng đồng. Một trong số đó là việc tổ chức triển khai những buổi hướng dẫn trò chơi dân gian và đọc sách miễn phí cho các em nhỏ. Đây là hoạt động được rất nhiều các em nhỏ cũng như các bậc phụ huynh quan tâm yêu thích. Con rất thích chơi ở nhà chú Tú như là các trò chơi dùng lá lên mây, nhảy dây, cá sấu lên bờ. Khi mà chơi ở đây con cảm thấy rất vui ạ. Tuần nào mà bác sĩ tổ chức ấy, em đều cho cháu ra tham gia đầy đủ. Vì thực ra các cháu cũng rất là thích tham gia các cái hoạt động của chú Tú tổ chức. Là một phụ huynh luôn đồng hành cùng với lại chú, luôn cổ vũ các cái trò chơi mà chú đã tạo ra cho các con. Hy vọng trong thời gian tới, bác sĩ Nguyễn Văn Tú sẽ có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa, không chỉ góp phần cùng đoàn thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh phát triển những phong trào xung kích tình nguyện mà còn lan tỏa thêm nhiều hoạt động ý nghĩa khác cho cộng đồng. Nhằm giúp các đoàn viên thanh niên trong đơn vị có nơi giao lưu, kết nối và chia sẻ, thời gian vừa qua, Ban Thanh niên Công an tỉnh đã xây dựng góc thanh niên ngay trong khuôn viên của trụ sở Công an tỉnh. Có thể nói, đây thực sự là một trong những công trình thanh niên tiêu biểu, sáng tạo và mang lại hiệu quả tích cực chỉ sau một thời gian hoạt động. Góc thanh niên, một công trình thanh niên nằm ngay trong khuôn viên của trụ sở Công an tỉnh. Cột đồng hồ từ lốp xe tới những chiếc ghế, những chiếc bàn uống nước cũng được thiết kế từ lốp xe, vỏ thùng phi. Vài cây xanh trang trí xung quanh. Vậy là có một địa điểm để giao lưu vô cùng xinh xắn. Trong quá trình xây dựng thì chúng em đã cử các đồng chí đoàn viên xuống để trang trí góc thanh niên này và đưa ra các ý tưởng để làm sao để xây dựng góc thanh niên xanh sạch và đẹp để sao đúng với tinh thần của thanh niên. Và thứ hai nữa thì là bọn em cũng làm những cái chương trình về lốp xe, bọn em đi xã hội hóa và bọn em làm một cái hành trình thứ hai của lốp xe về tái chế để sao cho nó phù hợp với màu sắc của thanh niên trong góc thanh niên. Công trình góc thanh niên của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh được triển khai xây dựng từ cuối năm 2022 với diện tích 250 m², tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. Công trình được xây dựng với sân khấu ngoài trời, không gian xanh với nhiều loại cây hoa, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp.
đồng thời hướng tới phát triển thành nơi giao lưu nhiều câu lạc bộ như câu lạc bộ văn nghệ, câu lạc bộ guitar, thư pháp. Đây cũng là môi trường sinh hoạt lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên thanh niên công an tỉnh. Ở góc thanh niên ấy, chúng tôi xác định ngay từ đầu là nó có nhiệm vụ quan trọng của góc thanh niên, đó là việc nơi tập hợp đoàn viên thanh niên, nơi tạo ra những không gian giao lưu văn hóa văn nghệ cho đoàn viên thanh niên. Và đồng thời chúng tôi còn xác định nhiệm vụ rất quan trọng nữa của các thanh niên, đó là đổi mới cái phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục lý tưởng của cho thanh niên. Trước kia thì các hoạt động giáo dục thanh niên ấy thông qua các hoạt động là sinh hoạt bằng các buổi hội họp, nó tạo ra một cái cảm giác là khô cứng. Nay thì chúng tôi sẽ đổi mới thông qua hình thức văn nghệ. Sau gần một năm đi vào hoạt động, đến nay góc thanh niên đã thực sự trở thành nơi giao lưu, kết nối, chia sẻ của không chỉ các đoàn viên thanh niên trong công an tỉnh mà còn với nhiều các chi đoàn bạn. Đây cũng là một công trình thanh niên tiêu biểu, hiệu quả, cần được nhân rộng hơn nữa. Thưa quý vị, dòng họ Trần Đình ở thôn Thanh Cù, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động là một dòng họ lớn có lịch sử trên 700 năm. Đến nay đã được 34 đời, các thế hệ nối tiếp nhau ngày càng hưng thịnh và phát triển. Dù cuộc sống có nhiều đổi thay, song dòng họ Trần Đình luôn phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nhau gìn giữ truyền thống văn hóa của dòng họ. Theo gia phả cổ của dòng họ còn lưu giữ đến ngày nay, thì họ Trần Đình lập cư lập nghiệp tại làng Gò từ cuối thế kỷ 13, đầu thế kỷ 14, thời nhà Trần. Cụ tổ của dòng họ là tị tổ Trần Công Tự, Phúc Điện Phủ Quân. Trải qua hơn 700 năm hình thành và phát triển, dòng họ Trần Đình trở thành một dòng họ lớn ở thôn Thanh Củ. Ngoài ra, còn có các chi họ tại thành phố Hà Nội và các tỉnh Bắc Giang, Nam Định, Thanh Hóa và Đồng Nai. Dòng họ Trần Đình có hai chi lớn. Chi trưởng là chi Vũ và chi thứ là chi Trụ. Dòng họ chúng tôi có một điều rất đáng quý là từ xa xưa, các cụ ghi chép lịch sử của dòng họ và trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, chúng tôi vẫn còn một cái quyển gia phả gốc. Đó là cái bộ sách sử rất quý của dòng họ chúng tôi. Trong suốt chiều dài lịch sử, dòng họ Trần Đình có nhiều thế hệ ưu tú, đỗ tú tài, cử nhân trong thời phong kiến, rồi sau đó ra làm quan. Tính từ năm 1705 đến năm 1945, dòng họ Trần Đình có 67 cụ đỗ đạt cao, tiêu biểu là cụ Trần Quý Công Tự, thi đỗ tú tài, khoa thi Tân Mão, trưởng nhà Nguyễn, đến khoa Giáp Ngọ, đỗ tam trưởng. Ngày nay, dòng họ luôn quan tâm đến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng dòng họ hiếu học. Hàng năm, cứ đến ngày 1 tháng 9, âm lịch trước vào năm học mới, Hội đồng gia tộc chúng tôi tổ chức gặp mặt các cháu để động viên các cháu bằng tinh thần và vật chất. Vào ngày 25 tháng Giêng âm lịch hàng năm, dòng họ Trần Đình tổ chức lễ giỗ tổ nhằm tưởng nhớ công đức của tổ tiên. Dịp giỗ tổ năm nay kỷ niệm 670 năm ngày kỵ tổ, 15 năm xây dựng nhà thờ, 25 năm nâng cấp mộ tổ. Đây là ngày hội của dòng họ Trần Đình, con cháu khắp nơi tề tựu về nhà thờ họ, dâng lễ vật và thắp nén tâm nhang thể hiện sự tri ân và biết ơn đối với tổ tiên. Như lễ truyền thống trong ngày giỗ tổ của dòng họ Trần Đình, đó là rước lễ và dâng hương tại mộ tổ. Đông đảo thành viên trong họ cùng nhau rước lễ vật từ nhà thờ họ ra nghĩa trang thôn Thanh Cổ, sau đó thực hiện nghi lễ trang nghiêm trước ngôi mộ tổ. Để tiếp nối di sản rất to lớn của các cụ cho ông để lại, anh em chúng tôi là luôn luôn không ngừng cố gắng học tập, học hỏi, bảo ban nhau để kế tục sự nghiệp của các cụ cho ông để lại, để cùng nhau bảo ban để nó tiến tới là dòng họ càng ngày càng thịnh vượng. Trong ngày giỗ tổ của dòng họ Trần Đình còn diễn ra nghi thức tế tổ. Dòng họ Trần Đình còn bảo lưu được đội tế nam và tế nữ. Thông qua những hoạt động truyền thống này, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, trân trọng và gìn giữ văn hóa dòng họ của các thế hệ tiếp nối, khẳng định sự đoàn kết và ngày càng hưng thịnh của dòng họ Trần Đình. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chuyên mục Văn hóa và đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.